Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát Thanh và truyền hình Long An. Thưa quý vị, nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Bí thư quyền quỹ Cần Duột Phạm Giang Bốn đã đến thăm tặng quà và chúc Tết cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ quy quân sự quyền, Ban Chỉ quy công an quyền. Tại các đơn vị, Bí thư huyện ủy Phạm Giang 4 ân cần thăm hỏi sức khỏe công tác chuẩn bị cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị vui xuân đón Tết, đồng thời đánh giá cao những kết quả đạt được của các lực lượng vũ trang trong công tác củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời mong muốn cán bộ chiến sĩ đơn vị tăng cường công tác nắm tình hình, phối hợp tốt giữa lực lượng công an quân sự để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán năm 2022. Trước thềm năm mới, Bí thư huyện ủy Phạm Văn Bốn chúc toàn thể cán bộ chiến sĩ các đơn vị mạnh khỏe hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tiếp theo bản tin là một số thông tin về hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương trong tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đáng nhâm dần 2022. Tại huyện Thủ Thừa, Sở Công Thương vừa phối hợp với tỉnh đoàn và công ty trách nhiệm hữu hạn Sang Hà tổ chức trao tặng 138 phần quà Tết cho người nghèo, học sinh nghèo hiếu học và trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 của xã Nhị Thành, Bình Thạnh, Tân Thành và thị trấn Thủ Thừa. Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng, đồng thời trao tặng 10 phần học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng và tặng quà cho 4 trường hợp trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ do dịch bệnh Covid-19 với tổng kinh phí là 75 triệu đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn Sang Hà hạ tài trợ. Những phần quà Tết được trao tận tay, góp phần chia sẻ khó khăn, tạo điều kiện để các đối tượng này đón một mùa xuân vui tươi, đầm ấm hơn. Tại thị xã Kiến Tường, Liên đoàn Lao động Thị xã đã tổ chức trao tặng 75 phần quà Tết cho công đoàn viên của địa phương có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm cần thiết dùng trong bữa cơm gia đình. Những phần quà này thuộc chương trình Tết Xuân Chày Xuân Bình An năm 2022 do Liên đoàn Lao động tỉnh Long An thực hiện theo sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và tỉnh quỹ Long An. Về việc quy động mọi nguồn lực chăm lo đoàn viên công đoàn và người lao động, nhất là người lao động gặp khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên Đán đang đến gần, cũng là lúc chợ quê thêm rộn ràng, tấp nập người mua, bán. Dù phải chạy đua với thời gian, nhưng ai cũng thu xếp công việc, tranh thủ đi mua sắm Tết cho gia đình những năm gần đây do công nghệ số phát triển nên rất nhiều người có xu hướng mua hàng online thế nhưng không vì thế mà chợ quê ngày tết trở nên kém nhộn nhịp bởi đi chợ quê chúng ta sẽ cảm nhận được hương vị quen thuộc của xóm làng được quà trong không khí náo nhiệt mang âm hưởng của sắc xuân từ con gà cọng bàn dưa hành đến cả những hoa quả rau cải bánh mứt đều có ở chợ quê năm nào cũng vậy cứ đến ngày giáp tết bà trần thị ren lại đem gà ra chợ bán với những người như bà Trang, ngoài việc kiếm thêm chút tiền mua sắm Tết, thì việc đi chợ dường như đã trở thành thói quen mưu sinh gắn bó bao năm. Năm nay thì bán hơi hơi yếu hơn hơn mỗi năm. Hôm nay tệ thì thân, thanh long thất mùa Hãy ai có gì bán nấy hả mà hãy cứ nuôi gà thì bán bán gà mấy người có trồng bông thì họ đi bán bông ngày tết thì tới trưa mới tan chợ tới tới mùi mùi một giờ mới mấy ta còn như ngày thường là tới 9 giờ 9 10 giờ chợ quê mình nó thứ nhất ví dụ nó thấy nó thoải mái hơn là trên Long An ở Long An thì nó đông đúc mà người ta thấy cái bộ nó hối hả tấp nập hơn như quê quê mình thấy nó thư thả mà nó thoải mái hơn nhiều đồng quê mà có gì bán đấy rất là bình dị giản đơn hơn ở Long An rất nhiều điều góp phần làm nên không khí tết cho chợ quê chính là những cành hoa khoe sắc Hoa thường do dân địa phương trồng rồi đem ra bài bán. Thông thường ở những phiên chợ quê thì chỉ họp vào buổi sáng hoặc theo phiên nhưng vào dịp Tết, do nhu cầu mua sắm tăng cao nên chợ có thể họp cả ngày. Phần lớn các mặt hàng nông sản của bà con đem từ vườn ra hoặc từ các chợ đầu mối đã làm cho chợ quê thêm phong phú, đáp ứng sự lựa chọn đa dạng của người tiêu dùng. Hôm nay cũng nhộn nhịp vậy đó, mà chưa có là giữ đâu, vài bữa nữa chắc có lối 27 ngày mai với ngày mốt rồi mới đông. Thì chợ quê là mấy bữa đó là đông đó. Ở quê trong nhà có gì đem ra bán đó bát rồi lát đừng cho ta gói bánh tét đồ bánh chân đồ người ta sư đủ người ta làm mắm thái mắm đồ không khí này chợ là năm nay cũng vui vẻ người ta đi mua cũng tấp nập mà đều không có mua bận rộn như lúc trước bu đông ta cũng mua lưa thưa lưa thưa vậy đó. mấy ngày nay đông mà người ta cũng đi không phải đi đặt như đó ta cũng như là ta cũng sợ dịch đồ đó khi người ta đi sớm rồi tới 9 giờ là ta hết khách rồi. Dần những ngày cuối năm đi chợ quê mới cảm nhận được không khí Tết đang về, mọi người ai cũng phấn khởi mua sắm, chuẩn bị đón chào năm mới. Với những người con phương xa, vào cuối năm có dịp trở về đều mong muốn được một lần ghé đến chợ quê để cảm nhận sắc xuân đang về và sự đổi thay từng ngày của quê hương. Trong hai ngày 28 và 29 tháng 1, Liên đoàn Lao động tỉnh cùng Công đoàn các khu công nghiệp đã tổ chức lễ trao tặng vé xe cho công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về quê đón Tết. Hoạt động diễn ra tại trụ sở Công đoàn các khu công nghiệp huyện Cần Đức. Theo đó, Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn các khu công nghiệp tổ chức 7 chuyến xe không đồng cho 212 công nhân lao động về quê đón Tết. Trong đó có 4 chuyến xe về miền Tây, 1 chuyến xe về Tây Nguyên và 2 chuyến xe về miền Trung đến tỉnh Thanh Quá. Với tổng kinh phí 260 triệu đồng từ nguồn kinh phí công đoàn các khu công nghiệp và sự hỗ trợ của ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Long An, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thể thao Bình Điền Long An. Dịp này, công ty cổ phần phân bón Bình Điền ngân hàng BIDV báo lao động đã hỗ trợ cùng công đoàn các khu công nghiệp tỉnh tặng 500 xuất quà với số tiền hơn 72 triệu triệu đồng cho người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chuyến xe không đồng đưa công nhân về quê và rước công nhân trở lại làm việc là một trong những phương án giúp doanh nghiệp đảm bảo đủ lao động trong quá trình sản xuất và kinh doanh sau Tết để nhanh chóng giật lại đà tăng trưởng kinh tế của doanh nghiệp sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Những ngày này trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn huyện Bến Lức tỉnh Long An, cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây ghi nhận lượng người từ thành phố Hồ Chí Minh di chuyển bằng xe máy về quê bắt đầu tăng dần. Trên quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn huyện, xe cộ qua lại bắt đầu đông hơn mọi ngày. Có thời điểm dòng người phải di chuyển chậm. Còn tại nút giao thông ngã năm thì Trần Bến Lức là nút giao thông trọng điểm kết nối các tuyến đường huyết mạch như tỉnh lộ 830, 830C, đi quốc lộ 1 về các tỉnh miền Tây và trung chuyển hàng hóa đến cảng quốc tế Long An. Có thời điểm xảy ra tình trạng kẹt xe cục bộ do lượng phương tiện tập trung đông. Trong hôm nay và hai ngày còn lại của năm tân sửu, dự báo lưu lượng phương tiện từ thành phố Hồ Chí Minh lưu thông qua địa bàn huyện về các tỉnh miền Tây sẽ tiếp tục tăng cao. Vì vậy, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện đã chủ động phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh tuần tra trên các tuyến đường để kịp thời điều tiết giao thông khi xảy ra tình trạng phương tiện tập trung, đảm bảo người dân lưu thông qua địa bàn được an toàn về sum vầy đón Tết bình an bên gia đình. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký quyết định phê duyệt đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu của đề án là tăng cường các điều kiện đảm bảo triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo phát triển hệ sinh thái chuyển đổi số hoạt động dạy học kiểm tra đánh giá và nghiên cứu khoa học triển khai đồng bộ hệ thống thông tin quản lý giáo dục và đào tạo và cơ sở dữ liệu ngành giáo dục tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức đào tạo bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ nhà giáo cán bộ quản lý giáo dục nhân viên và người học nhằm giảm tình trạng ủng tắc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tạo điều kiện hàng quá xuất nhập khẩu được giao thương thuận lợi qua các cửa khẩu đường bộ tổng cục hải quan cho biết bắt đầu từ ngày 27 tháng 1 chức năng cảnh báo chống ủng tắc sẽ chính thức triển khai trên cổng thông tin một cửa quốc gia để biết lưu lượng phương tiện tại cửa khẩu người sử dụng truy cập vào địa chỉ www.vnsw.gov.vn một bản đồ mật độ phương tiện Thông tin về lưu lượng phương tiện tại cửa khẩu biên giới được cập nhật theo thời gian thực, công khai trên cổng thông tin một cửa quốc gia tại địa chỉ www.vnsw.gov.vn. Tình trạng phương tiện tại cửa khẩu biên giới được thể hiện trên nền giao diện trực quan và thân thiện với 4 mức độ, bao gồm mức đỏ, tức là mức cảnh báo cao nhất với lưu lượng trên 5.000 phương tiện, mức cam, mức lưu lượng từ trên 1.000 tới 5.000 phương tiện, mức vàng từ trên 500 cho đến 1.000 phương tiện và mức xanh là dưới 5.000 phương tiện. Thưa quý vị và các bạn, Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh giai đoạn 2014-2018, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và 7 bệnh viện gồm Việc cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế trái quy định có dấu hiệu lợi ích nhóm ở vụ trang thiết bị và công trình y tế tại Bộ Y tế, hồ sơ về hai gói đấu thầu tập trung năm 2017 tại Trung tâm Mua sắm Tập trung Quốc gia liên quan đến liên doanh công ty Uni Văn Lan. Hồ sơ việc thực hiện liên doanh liên kết đối với 11 máy liên doanh liên kết máy đặt tại Bệnh viện Bạch Mai. Thông tin việc mua sắm robot hỗ trợ phẫu thuật sò so não tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình gian quá xã hội thành phố Hà Nội. Thông tin việc mua sắm thiết bị vật tư y tế liên quan hơn 10 gói thầu năm 2018-2019 tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Việc thực hiện gói thầu cung cấp và lắp đặt hệ thống xạ trị của Bệnh viện Ung Bú thành phố Hồ Chí Minh. Việc đấu thầu mua sắm thiết bị đối với hai gói thầu cung cấp lắp đặt thiết bị xạ trị tại Bệnh viện Ca. Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Quỹ Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các tổ chức cá nhân có sai phạm. Đẩy mạnh tiêm mũi tăng cường vaccine ngừa COVID-19 và phê chuẩn thuốc điều trị COVID-19 đang là ưu tiên của châu Âu hiện nay trong cuộc chiến đẩy lùi đại dịch. Theo đó, cơ quan quản lý dược phẩm của Liên minh châu Âu đã phê chuẩn có điều kiện việc sử dụng thuốc kháng virus Paxlovid của hãng Pfizer Mỹ để điều trị cho bệnh nhân COVID-19 đã trưởng thành và có nguy cơ bệnh trở nặng. Quyết định cho phép các nước thành viên Liên minh châu Âu triển khai sử dụng thuốc này sau khi cơ quan quản lý dược phẩm Liên minh châu Âu đã hướng dẫn sử dụng khẩn cấp hồi cuối năm ngoái. Cùng với thuốc điều trị thì mỗi vắc bổ sung được Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Châu Âu đánh giá có thể giúp giảm ít nhất nửa triệu ca nhập viện tại châu lục này, ngay cả khi biến thể Omicron lây lan với tốc độ chưa từng thấy. Hiện khoảng 70% trong 450 triệu dân số Liên minh châu Âu đã được tiêm đầy đủ mũi vaccine cơ bản và một nửa trong số này đã tiêm mũi tăng cường. Chính quyền khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, Trung Quốc đã quyết định rút ngắn thời gian cách ly bắt buộc đối với người nhập cảnh từ 21 ngày xuống còn 14 ngày. Người đứng đầu Hồng Kông, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho biết, quy định mới sẽ được áp dụng từ ngày 5 tháng 2 tới. Trước đó có nhiều ý kiến cho rằng quy định cách ly 21 ngày đang hủy hoại khả năng cạnh tranh của đặc khu. Các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt đã khiến Hồng Kông trở thành một trong những thành phố bị cô lập nhất trên thế giới với số chuyến bay giảm tới 90%. Người dân Hồng Kông trở về từ 160 quốc gia bắt buộc phải cách ly 21 ngày tại các khách sạn được chỉ định và phải tự trả mọi chi phí. Yêu cầu cách ly dài ngày cũng ảnh hưởng đến mong muốn hồi hương của người dân Hồng Kông. Tuy nhiên, theo giới chức Hồng Kông, đặc khu hành chính này cần phải tăng tỷ lệ tiêm chủng vaccine hiện nay từ 70% lên 90% trước khi chính quyền có thể cân nhắc điều chỉnh các chính sách hiện hành. Thâm hụt thương mại của Mỹ trong tháng 12 năm 2021 đã tăng 3% lên mức cao kỷ lục 101 tỷ đô la Mỹ. Đây cũng là lần đầu tiên thâm hụt thương mại của nền kinh tế số 1 thế giới vượt ngưỡng 100 tỷ đô la. Theo báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ vừa công bố, trong tháng cuối cùng của năm 2021, nhập khẩu hàng hóa của Mỹ tăng 2% trong tháng thứ năm liên tiếp, đạt hơn 258 tỷ đô la Mỹ. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên liệu sản xuất, xe cơ giới và hàng tiêu dùng. Trong khi đó, xuất khẩu hàng hóa tăng 1,4% lên hơn 157 tỷ đô la Mỹ, chủ yếu là các mặt hàng tiêu dùng, vật tư công nghiệp, xe cơ giới và nguyên liệu sản xuất. Theo các chuyên gia kinh tế Mỹ, nhu cầu tăng mạnh và sự thay đổi thị hiếu của người tiêu dùng trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đã khiến nhập khẩu hàng hóa tăng nhanh vượt xa xuất khẩu, dẫn đến thâm hụt thương mại đạt mức cao nhất từ trước tới nay. Tuy nhiên, việc lượng hàng tồn kho được bổ sung có thể giúp hạn chế bớt những ảnh hưởng tiêu cực đối với tăng trưởng GDP do thâm hụt thương mại lớn mang lại, khiến một số chuyên gia đã nâng mức dự báo tăng trưởng GDP của nước này trong quý tư năm 2021. Giá hàng hóa thiết yếu đang tăng dọt tại hầu hết các quốc gia, kể cả tại Nhật Bản, quốc gia từng đau đầu với nạn giảm phát suốt 15 năm. Mới đây, món snack được người dân Nhật Bản yêu thích đã lần đầu tiên tăng giá kể từ khi ra đời cách đây 43 năm. Bánh snack dị ngô quốc dân Umebo được định giá 10 yên kể từ khi ra mắt vào năm 1979. Sau 43 năm, tập đoàn sản xuất Giao đã quyết định sẽ tăng giá thêm 2 yên lên 12 yên từ tháng 4 tới do chi phí sản xuất tăng cao. Nhiều khách hàng tỏ ra rất bất ngờ trước thông tin này. Bất luận giá cả đang tăng mạnh ở các thị trường phương Tây, các công ty Nhật Bản cho đến nay vẫn cố gắng không tăng giá trên diện rộng vì sợ mất khách hàng. Snake Omebo có 15 hương vị, súp ngô kem là hương vị bán chạy nhất. Một viên kim cương đen nặng hơn 500 carat sẽ được đưa ra đấu giá tại Mỹ. Đáng chú ý, viên kim cương mang tên điều bí ẩn này được cho là có thể ẩn chứa những bí mật về sự hình thành của trái đất, thậm chí còn của cả hệ mặt trời. Sàn đấu giá Sotheby's là nơi sẽ tiến hành đấu giá viên kim cương đen nặng tới 555,55 carat này. Theo Sotheby's, đây là viên kim cương đen có nhiều mặt nhất đến nay và là viên kim cương đã qua chế tác lớn nhất từng được vinh danh trong sách kỷ lục Guinness năm 2006. Cuộc đấu giá sẽ được mở từ ngày 3 tháng 2 đến 9 tháng 2 và chấp nhận sử dụng tiền kỹ thuật số để thanh toán. Ước tính viên kim cương có thể được bán với mức giá từ 4 triệu đến 7 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu địa chất, viên kim cương đen như vậy là vô giá.